vụ nổ súng ở Đắk Lắk. Kẻ cầm đầu là ai? Có bao nhiêu đối tượng? Các đối tượng gây ra vụ nổ súng được tên Isom, chú tại Đắk Lắk, xác định là đối tượng cầm đầu. Gọi điện dụ dỗ tập trung tại địa bàn huyện Cucain để có người đưa vượt biên ra nước ngoài. Khi ra nước ngoài sinh sống, mỗi người sẽ được chúng chu cấp cho số tiền 100 triệu đồng. Cùng với đó sẽ có người lo cho cuộc sống sung sướng tốt đẹp hơn Gần 50 đối tượng gây ra vụ nổ súng ở Đắk Lắc Nghe theo lời xúi dục của bọn phản động Theo lời khai ban đầu của các đối tượng bị bắt giữ Chúng nghe theo lời xúi dục của bọn phản động hứa hẹn Sau khi thực hiện hành vi tấn công vào trụ sở ủy ban nhân dân xã Sẽ được cho tiền được đưa vượt biên sang nước ngoài và được lo cho cuộc sống ấm no hơn Sau khi tập trung tại đây Nhóm đối tượng đã tổ chức ăn uống Và đến khoảng 1 giờ sáng ngày 11 tháng 6 Thì chia thành hai tốp Mang theo súng, dao, bom xăng, lựu đạn Đã được chuẩn bị từ trước Đồng loạt tấn công vào trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu Tại những nơi bị chúng tấn công các cửa sổ cửa chính ở hai trụ sở ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Tu đều bị đập phá, nhiều tài liệu giấy tờ bị đốt. Nghiêm trọng hơn, chúng đã xông vào trụ sở công an xã nằm trong khuôn viên ủy ban nhân dân xã, bắn giết chết bốn cán bộ chiến sĩ, đâm trọng thương ba cán bộ chiến sĩ khác đang túc trực tại cơ quan. Chơi dừng lại ở đó Sau khi rút ra khỏi trụ sở ủy ban nhân dân xã Trên đường đi Chúng chặn xe ô tô Của chủ tịch ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu Và bí thư đảng ủy xã Ea Cô Đang trên đường đến trụ sở Sau khi nhận được tin báo Vụ gây rối Và giết chết hai người này sau đó chúng tiếp tục chặn hai xe ô tô của người dân lưu thông trên đường và giết chết họ. Sau khi gây án, nhóm đối tượng đã chia nhau bỏ trốn nhưng lần lượt bị bắt giữ. Tính đến chiều ngày 13 tháng 6, các lực lượng chức năng đã bắt giữ 45 đối tượng. Hiện vẫn đang tiếp tục truy quét bắt giữ các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tỉnh Đắk Lắc kêu gọi nhân dân tham gia tích cực vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc liên quan đến vụ việc dùng súng tấn công vào trụ sở ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và xã Ea Cơ Tu, trong đó có khu vực làm việc của công an xã thuộc huyện Cư Cú In, tỉnh Đắk Lắk. Ngày 12 tháng 6, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã có thư kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ trên địa bàn tỉnh đoàn kết một lòng, tin tưởng vào chủ trương chính sách của đảng sự lãnh đạo của cấp ủy và điều hành của chính quyền ở các cấp. Thưa kêu gọi nêu rõ, sáng ngày 11 tháng 6 năm 2023, trên địa bàn huyện cư cu yên đã xảy ra vụ việc một nhóm đối tượng có vũ khí tấn công trụ sở công an xã ea tiêu và xã ea cơ tu, gây thương vong một số chiến sĩ công an xã, cán bộ xã và người dân. Người dân các dân tộc của tỉnh rất phẫn nộ về hành vi vi phạm pháp luật của nhóm đối tượng này. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an và tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cùng với sự hỗ trợ tích cực của nhân dân trên các địa bàn. Các lực lượng chức năng đã cần trương truy bắt các đối tượng và đang quyết liệt truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật cấp ủy, chính quyền địa phương đã triển khai các biện pháp nhằm ổn định tình hình, kịp thời thăm hỏi hỗ trợ các gia đình có người tử vong, bị thương, thông báo động viên người dân bình tĩnh, không hoang mang, thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Tỉnh ủy Hội đồng Nhân dân, ủy ban Nhân dân, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kịch liệt lên án hành động tấn công trụ sở cơ quan của nhà nước giết người, vi phạm nghiêm trọng pháp luật của nhóm đối tượng đã gây ra đồng thời xin chia sẻ những đau thương mất mát to lớn của gia đình các chiến sĩ công an, cán bộ, người dân. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắc kêu gọi đồng bào, đồng chí chiến sĩ trên địa bàn tỉnh đoàn kết một lòng, tin tưởng vào chủ trương chính sách của đảng, sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền các cấp, cấp, tham gia tích cực vào phong trào, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phát huy sức mạnh của thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân vững chắc phối hợp hỗ trợ các lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ chung tay giúp đỡ chia sẻ mất mát đau thương với các gia đình chiến sĩ công an cán bộ và người dân bị nạn yên tâm lao động sản xuất góp phần vào sự ổn định phát triển của địa phương đồng bào đồng chí chiến sĩ không đăng tải chia sẻ các thông tin liên quan trên mạng xã hội khi chưa được kiểm chứng gây ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng chức năng, gây hoang mang lo lắng trong nhân dân, nêu cao cảnh giác tuyệt đối, không nghe, không tin, không theo các đối tượng phản động. Các thế lực thù địch lợi dụng tình hình để xuyên tạc, lôi kéo chống đối chính quyền địa phương, gây mất an ninh chính trị trên địa bàn. 3 ngày sau khi gây án, 45 kẻ bị bắt tại Lắc Lắc đã khai báo gì? Đến nay, lực lượng chức năng đã bắt giữ 45 đối tượng trong vụ một nhóm người tấn công vào trụ sở hai xã của huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Bước đầu có những thông tin điều tra về vụ việc nghiêm trọng này. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, đến nay vụ việc xảy ra tại hai xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk cơ bản được giải quyết ổn định. Thông tin xác nhận của Bộ Công an đến tối ngày 13 tháng 6 đã bắt giữ tổng cộng 45 đối tượng nguy hiểm, thu giữ một số vũ khí. Hiện lực lượng đặc nhiệm của Bộ Công an, Quân khu 5 và Bộ Quốc phòng và Công an tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương truy kích các đối tượng còn lại. Đồng thời Công an vận động kêu gọi những người tham gia vụ việc sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Ngay từ giai đoạn ban đầu vừa xảy ra vụ việc, khi các đối tượng nguy hiểm tẩu thoát thì người dân địa phương đã chủ động lùng sục bắt giữ được một số tên và ra cho cơ quan công an. Đến trưa ngày 11 tháng 6, Bộ Công an thông báo đã bắt giữ 6 đối tượng. Tối ngày 12 tháng 6, lực lượng tại hiện trường đã bắt giữ tổng cộng 27 đối tượng. Đến sáng ngày 13 tháng 6, số tên bị bắt giữ tổng cộng là 39 người. Trong số này có 2 đối tượng ra đầu thú. Trong chiều tối ngày 13, tổng cộng đã có 45 tên bị bắt. Sau gây án, các đối tượng đã chia nhau lần trốn ở nhiều nơi. Những tên đi trên đường nhanh chóng bị phát hiện, bắt giữ sớm nhất. Những tên lần trốn vào khu vực nương rẫy rừng núi cũng bị lực lượng công an nhanh chóng lần theo dấu vết, khoanh vùng và bắt giữ. Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng đấu tranh khai thác từng đối tượng để điều tra làm rõ về cách thức tổ chức kế hoạch phạm tội của chúng. Công an kêu gọi các đối tượng có liên quan trong vụ việc trên Sớm ra trình diện đầu thú Để được hưởng chính sách khoan hồng Của đảng và nhà nước Những gia đình có con, em, người thân Vi phạm pháp luật Hãy tích cực vận động đồng viên Họ ra đầu thú Thành khẩn khai báo để hưởng chính sách khoan hồng Ổn định tình hình Theo ghi nhận của chúng tôi Tình hình hiện nay trên các địa bàn huyện Cư Cụ Đã ổn định Sinh hoạt người dân hiện đã bình thường trở lại ngay sau khi xảy ra vụ việc nghiêm trọng, các lãnh đạo cơ quan ban ngành từ trung ương đến địa phương đã đến tận nơi thăm viếng, chia buồn với gia đình của những cán bộ công an và cán bộ xã hy sinh cũng như người dân thiệt mạng. Những đối tượng bị bắt khai nhận chúng cư ngụ ở những huyện khác nhau trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, tụ tập và kéo đến huyện Cư Kuin để gây án, trong đó có nhiều tiên cư trú tại huyện Cờ Đông Búc. Một số đối tượng khi bị bắt đã có khai báo về người chỉ huy vụ tấn công vào trụ sở hai xã. Chúng hung hãn liều lĩnh manh động và nhận lệnh từ người cầm đầu là hãy gặp ai thì bắn giết. Chúng đã lên kế hoạch chi tiết, phân công từng người được trang bị các loại vũ khí như súng, lựu đạn, các loại dao tự chế, búa, bom xăng và di chuyển bằng xe gắn máy đến những địa điểm để gây án lời khai của những đối tượng liều lĩnh hung hãn trong vụ việc ở Đắk Lắk. Bộ Công an thông tin, tính đến chiều tối ngày 13 tháng 6, các lực lượng đã bắt giữ tổng cộng 45 đối tượng tham gia vào vụ tấn công tại trụ sở hai xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu vào dạng sáng ngày 11 tháng 6. Đến nay công tác khám nghiệm hiện trường tại hai nơi xảy ra vụ việc cơ bản hoàn tất. Ngay sau khi bắt giữ các đối tượng, công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng các đơn vị chức năng đấu tranh lấy lời khai để làm rõ bản chất vụ việc nghiêm trọng này. Bước đầu xác định nhóm đối tượng gây án phần lớn cư ngụ ở những huyện khác nhau trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tụ tập và kéo đến huyện Cư Cú In để gây án. Trong đó có nhiều đối tượng ở huyện Cư Đông Búc. Nhóm đối tượng nêu trên có phân công kế, có phân công nhiệm vụ lên kế hoạch và đưa súng vũ khí các loại cho từng người. Trong đó có một số tên bị dụ dỗ lôi kéo, hứa hẹn cho tiền và vật chất về sau để tham gia thực hiện hành vi phạm tội. Nhóm đối tượng này hung hãn liều lĩnh manh động, có trang bị câu loại súng cùng với dao búa lựu đạn bóp xăng. Chúng di chuyển bằng xe gắn máy đến trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Cờ Tu, bất ngờ tấn công bằng súng bom xăng rồi đập phá trong đó phòng làm việc tiếp dân của trụ sở xã E Tiêu bị thiệt hại nặng nề, toàn bộ máy móc hồ sơ giấy tờ bị đốt cháy. Tại hai nơi, các đối tượng đã hung tợn nổ súng tấn công, khiến một số cán bộ công an xã hy sinh và bị thương. Sau đó chúng tràn ra đường tấn công làm hai cán bộ xã và ba người dân thiệt mạng. Nhóm đối tượng khai nhận được lệnh gặp ai là bắn giết. Khi bị bắt giữ, chúng đã khai báo và tỏ ra ăn năn hối hận vì hành vi của mình. Người dân hỗ trợ công an bắt giữ các đối tượng nguy hiểm ở Đắk Lắk. Ngay sau đoạn đầu xảy ra vụ một nhóm người trang bị súng, dao tấn công vào hai trụ sở xã ở Đắk Lắk, người dân đã chủ động cùng lực lượng chức năng lùng sục truy bắt các đối tượng nguy hiểm. Chiều ngày 13 tháng 6, nguồn thông tin từ lãnh đạo địa phương cho hay trong vụ việc xảy ra tại hai xã Ea Tiêu và Ea Cơ của huyện Cư vào rạng sáng ngày 11 tháng 6. Có nhiều người dân địa phương ngay từ giai đoạn ban đầu đã chủ động hỗ trợ các lực lượng truy lùng bắt giữ các đối tượng nguy hiểm. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, những người dân địa phương đã chủ động phối hợp cùng lực lượng chức năng triển khai truy lùng bắt giữ các đối tượng nguy hiểm lần chỗ đàn đường dãy trên đường giao thông đã có một số đối tượng bị người dân phát hiện bắt giữ và giao cho cơ quan công an vì xác định nhóm người gây án có hung khí nguy hiểm là súng dao nên lực lượng chức năng tổ chức truy lùng bắt giữ các đối tượng này là lực lượng vũ trang được trang bị đầy đủ công an khuyến cáo với người dân là các đối tượng có trang bị vũ khí hung khí nguy hiểm do đó chính quyền đề nghị đồng bào nhân dân trên địa bàn cư quy in và những địa bàn xung quanh tích cực tham gia tố giác tội phạm, cung cấp thông tin chính xác, giúp lực lượng chức năng trong việc truy bắt nhóm người gây án. Hiện Cảnh sát cơ động của Bộ Công an, Cảnh sát cơ động của Công an tỉnh Đắk Lắk và lực lượng đặc nhiệm quân khu 5 Bộ Quốc phòng được trang bị đầy đủ cùng đội chó nghiệp vụ đảm nhận việc lùng sục truy bắt các đối tượng nguy hiểm còn lại. Số đối tượng nguy hiểm còn lại được xác định là đã lẩn trốn xa khu vực dân cư vào nương rẫy vùng rừng núi. Theo thông tin chính thức từ Bộ Công an, tính đến chiều tối ngày 13 tháng 6, các lực lượng chức năng đã bắt giữ tổng cộng 45 tên gây án. Có hai đối tượng chủ động ra đầu thú vào đêm ngày 12 tháng 6. Hiện tình hình địa bàn huyện Cư Cú In đã ổn định, công tác khám nghiệm hiện trường đã được thực hiện. Công an kêu gọi các đối tượng có liên quan trong vụ việc nêu trên sớm ra trình diện đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Các gia đình có con, em, người thân vi phạm pháp luật Hãy tích cực vận động động viên họ ra đầu thú Thành khẩn khai báo để hưởng chính sách khoan học Lời khai ban đầu của các đối tượng Quyết liệt tấn công truy bằng được Bằng hết các đối tượng gây ra vụ nổ súng tại Đắk Lắk Thông tin từ báo chí Trung tướng Tôn Sô Người phát ngôn Bộ Công an nêu rõ Bộ Công an đánh giá vụ việc xảy ra tại huyện Cư Cô In, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vào ngày 11 tháng 6 là hành vi gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng, có tổ chức, rất manh động, liều lĩnh, man dợ, mất nhân tính. Ông cho biết nhóm đối tượng này đã bắn chết đồng chí bí thư xã Ea Cơ Tu, đồng chí chủ tịch xã Ea Tiêu, bốn cán bộ công an, ba người dân, làm bị thương một số người khác. Khi xông vào trụ sở ủy ban nhân dân xã, chúng đập vỡ cửa kính, bắn cán bộ, tiếp tục dùng vũ khí thô sơ tấn công tước đoạt mạng sống của nạn nhân và ném bom xăng để đốt phá ủy ban nhân dân xã trên đường di chuyển chúng chặn xe bắn lái xe và người dân khi gặp tiếp tục có các hành vi man dợ như đã thực hiện với cán bộ xã qua lấy lời khai ban đầu số này khai chúng nhận được chỉ đạo nếu gặp cán bộ và công an xã thì giết chết cướp tài sản sung đạn trung tướng tôn sô nhấn mạnh Hành vi của các đối tượng thể hiện sự dã man, hết sức nguy hiểm, hậu quả gây ra đặc biệt nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự ở cơ sở. Đây là những hành động cần được lên án mạnh mẽ và sớm xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Cũng qua vụ việc cho thấy tinh thần quả cảm, hết lòng vì sự nghiệp chung của đồng chí Bí thư xã E Cơ Tu, đồng chí Chủ tịch xã E Tiêu khi biết có việc xảy ra tại trụ sở xã đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và bị các đối tượng sâu diệt hại. Trung tướng Tôn Sâu cho biết Với tinh thần quyết liệt tấn công Truy bắt bằng được Bằng hết các đối tượng gây ra vụ việc Đến nay lực lượng công an Cùng các đơn vị chức năng Sự hỗ trợ quần chúng nhân dân Đã bắt giữ được 46 đối tượng Để kiểm soát tình hình an ninh trật tự tại địa bàn Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Đồng chí Thứ trưởng Lương Tam Quang Đã chỉ đạo áp dụng Mọi biện pháp cần thiết Truy bắt hết số đối tượng gây án Đang lẩn trốn thu giữ toàn bộ vũ khí và liệu nổ, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân và lực lượng tham gia truy bắt. Tiến hành công tác điều tra, xử lý nhanh chóng theo đúng quy định, triển khai đồng bộ các biện pháp loại trừ các nguy cơ xảy ra vụ việc tương tự, lợi dụng vụ việc kích động gây mất an ninh trật tự, chỉ đạo giả soát toàn bộ các phương án, bảo đảm tuyệt đối an ninh tại các địa bàn, mục tiêu lĩnh vực trọng điểm, sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử lý các tình huống phức tạp phát sinh. Bộ Công an yêu cầu và kêu gọi các đối tượng đang lẩn trốn sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Bộ Công an đề nghị người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, cung cấp thông tin chính xác, giúp lực lượng chức năng truy bắt đối tượng, hết sức cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc thù địch và chủ động bảo đảm an toàn trong thời gian lực lượng chức năng tiếp tục truy bắt các đối tượng của lẩn trốn. Nhóm đối tượng nổ súng ở Đắk Lắc rất hung hãn liều lĩnh. Hung hãn liều lĩnh là hành vi của nhóm đối tượng liên quan đến vụ nổ súng ở Đắk Lắc. Các đối tượng đã chuẩn bị kế hoạch nhằm thực hiện hành vi. Súng, dao, bom xăng, lựu đạn là những hung khí mà đối tượng đã sử dụng để thực hiện hành vi giết người đối với cán bộ và người dân. Các cửa sổ cửa chính ở hai trụ sở ủy ban nhân dân xã E Tiêu và E Cà Tu đều bị đập phá nhiều tài liệu giấy tờ bị đốt nghiêm trọng hơn đó là gặp bất cứ ai ở trụ sở ủy ban nhân dân hay người dân các đối tượng đều rất hung hãn sau khi đập phá cửa các đối tượng đã ném bom xăng vào các phòng rất nhiều loại giấy tờ lưu trữ quan trọng tại xã của người dân bị cháy hết tại đây nhiều vết đạn để lại cho thấy tính chất manh động của nhóm đối tượng này sau khi đột nhập đốt phá hai trụ sở ủy ban nhân dân xã Nhóm đối tượng khi di chuyển trên đường đã tiếp tục sử dụng súng, dao, bom xăng khiến 5 người chết. Để thực hiện hành vi phạm tội nghiêm trọng này, nhóm đối tượng đã bàn phân công và đưa vũ khí cho từng đối tượng. Nhóm đối tượng có tính chất manh động là người thuộc nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Nhiều đối tượng khai bị lôi kéo dụ dỗ thực hiện hành vi do được hứa hẹn sẽ được cho tiền tài sản sau khi thực hiện hành vi phạm tội. Vụ nổ súng của nhóm đối tượng đã làm 9 người chết, 2 người bị thương. Tính đến 18 giờ ngày 13 tháng 6, lực lượng công an đã bắt giữ thêm được 6 đối tượng tham gia vụ nổ súng, nâng tổng số đối tượng bị bắt giữ lên 45. Hiện các lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại, đồng thời kêu gọi những người phạm tội sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng pháp luật. Đã bắt giữ 46 đối tượng gây ra vụ việc tại Đắk Lạc. Theo báo cáo của công an tỉnh Đắk Lắk, tình hình an ninh trật tự tại toàn tỉnh Đắk Lắk đã trở lại trạng thái bình thường, các sinh hoạt xã hội thường lệ không có gì thay đổi, nhịp sống thường ngày trở lại không khí như những ngày trước ngày 11 tháng 6. Trong đêm 13 tháng 6 đã có một đối tượng tham gia vụ gây mất trật tự an ninh trật tự ra tự thú. Như vậy đến nay đã có 3 đối tượng tham gia vụ việc ra tự thú để hưởng khoan hồng. Tổng số đối tượng bị bắt giữ là 46 đối tượng. Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục kêu gọi những người lầm đường lạc lối ra tự thú để được hưởng quan hồng. Vụ tấn công ở Đắk Lắk, tôi được lệnh cứ thấy người là xả súng. Tại trụ sở điều tra, các đối tượng trong nhóm tấn công hai trụ sở xã ở Đắk Lắk khai bị dụ dỗ lôi kéo, được hứa hẹn được cho tài sản, tiền bạc, nhận lệnh cứ thấy người là xả súng. Các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk tính tới thời điểm hiện tại đã bắt giữ ít nhất 45 nghi phạm liên quan đến vụ tấn công bằng súng, dao, bom xăng tại hai trụ sở xã ở Cư Cú Đắk Lắk, khiến 9 người tử vong, 2 người bị thương. Vụ việc xảy ra vào dạng sáng ngày 11 tháng 6. Theo VTV thông tin, các nghi phạm gây án có tính chất manh động, hung hãn, tinh vi. Kẻ cầm đầu nhóm đã phân chia nhiệm vụ, bàn bạc với những người còn lại trước khi thực hiện hành vi phạm tội. Tại trụ sở điều tra, các đối tượng khai được kẻ cầm đầu dụ dỗ lôi kéo, hứa hẹn sẽ cho vật chất tài sản nếu tham gia cuộc tấn công. Người chủ mưu bảo, cứ thấy người là giết là xả súng. Người chủ mưu hứa hẹn cho mình cuộc sống ấm no giàu sang. Y Chanh đi ê một kỳ phạm khai. Nhóm đối tượng bắn, giết bất kỳ ai, chúng gặp trên đường di chuyển Người cầm đầu bảo tôi đứng canh Người dân không nghe theo ý của mình là đâm Nghi phạm tên Imanbio nói Tương tự một số người dân chứng kiến vụ việc cũng tường thuật Các đối tượng gặp ai là bắn giết người đó Với chủ đích giết đến cùng Tại cơ quan điều tra Các đối tượng đều thể hiện thái độ hối hận ăn năn Nhận thức được hành vi đã thực hiện Tôi nhận thấy việc làm của tôi là sai Tôi xin bà con buôn làng không làm theo Nghi phạm Inunie nói Bộ Công An thông tin về kết quả lấy lời khai. Chiều ngày 14 tháng 6, Trung tướng Tô Sô, người phát ngôn Bộ Công An đã thông tin về kết quả điều tra đấu tranh, lấy lời khai ban đầu trong vụ một số đối tượng dùng súng tấn công tại tỉnh Đà Lạt. Chiều ngày 14 tháng 6, Trung tướng Tô Sô, người phát ngôn Bộ Công An đã thông tin về kết quả điều tra đấu tranh, lấy lời khai ban đầu. Trong vụ một số đối tượng dùng súng tấn công vào trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và xã Ea Tu thuộc huyện Cư Quyin, tỉnh Đắk Lắk. Trung tướng có thể cho biết Bộ Công an nhận định đánh giá gì về vụ việc một nhóm đối tượng nổ súng vào trụ sở Ủy ban nhân dân hai xã của huyện Cư Quyin, tỉnh Đắk Lắk vào ngày 11 tháng 6 vừa qua? Trung tướng Tôn số nói: Bộ Công an đánh giá vụ việc xảy ra tại huyện Cư Cô vào ngày 10 tháng 6 là hành vi gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng, có tổ chức, rất manh động, liều lĩnh, man dợ, mất nhân tính. Nhóm đối tượng này đã bắn chết bí thư xã Ea Tu, chủ tịch xã Ea Tiêu và bốn cán bộ công an, ba người dân, làm bị thương một số người. Khi xông vào trụ sở ủy ban nhân dân xã, chúng đập vỡ cửa kính, bắn cán bộ, tiếp tục dùng vũ khí thô sơ tấn công tước đoạt mạng sống của nạn nhân và ném bom xăng để đốt phá ủy ban nhân dân xã. Trên đường di chuyển, chúng chặn xe, bắn lái xe và người dân khi gặp tiếp tục có hành vi man dợ như đã thực hiện với cán bộ xã. Qua lấy lời khai ban đầu, số đối tượng này khai chúng chưa được chỉ đạo nếu gặp cán bộ và công an xã thì giết chết, cướp tài sản sung đạn. Hành vi thể hiện sự dã man hết sức nguy hiểm hậu quả gây ra đặc biệt nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự ở cơ sở. Đây là những hành động cần được lên án mạnh mẽ và sớm xử lý nghiêm trước pháp luật. Qua vụ việc cho thấy tinh thần quả cảm, hết lòng vì sự nghiệp chung của bí thư xã E Tu, chủ tịch xã E Tiêu. Khi biết có việc xảy ra tại trụ sở xã, đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và bị các đối tượng xấu giết hại. Trước sự liều lĩnh man dở của các đối tượng, một số chiến sĩ công an xã, cán bộ xã và người dân đã bị thương vong. Sau vụ việc, lãnh đạo đảng nhà nước, lãnh đạo bộ an đã có sự quan tâm thực hiện các chính sách đối với các trường hợp hy sinh và bị thương như thế nào. Trung tướng Tuần Sô nói, Ngay sau vụ việc, các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước trực tiếp, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã chỉ đạo giải quyết vụ việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ chiến sĩ hy sinh và bị thương đã quyết định công nhận liệt sĩ đối với 6 cán bộ chiến sĩ hy sinh. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã đến thăm động viên gia đình các nạn nhân và yêu cầu các cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắc quan tâm hỗ trợ về đời sống tinh thần đối với gia đình các nạn nhân. Bộ trưởng Bộ công An đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm cho 4 đồng chí công an huyện Cư Cu Yên, tỉnh Đắk Lắc đã hy sinh hỗ trợ chính sách đối với gia đình bốn đồng chí hy sinh, hai đồng chí bị thương. thượng tướng lương tam quang thứ trưởng bộ an đã trực tiếp đến thăm viếng các nạn nhân, trao quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với cán bộ chiến sĩ hy sinh và hỗ trợ gia đình các đồng chí. hiện nay bộ an đang triển khai các hoạt động gì để đảm bảo kiểm soát tình hình an ninh trật tự tại địa bàn tỉnh đắk lắc đối với các đối tượng tham gia vào vụ nổ súng hiện còn đang lẩn trốn, trung tướng có khuyên cáo gì? Trung tướng Tôn Sô với tinh thần quyết liệt tấn công, truy bắt bằng được bằng hết các đối tượng gây ra vụ việc đến nay lực lượng công an cùng các đơn vị chức năng, sự hỗ trợ quần chúng nhân dân đã bắt giữ được 46 đối tượng. Để kiểm soát tình hình an ninh trật tự tại địa bàn, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã chỉ đạo áp dụng mọi biện pháp cần thiết truy bắt hết số đối tượng gây án đang lẩn trốn thu giữ toàn bộ vũ khí và liệu nổ đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân và lực lượng tham gia truy bắt tiến hành công tác điều tra xử lý nhanh chóng theo đúng quy định triển khai đồng bộ các biện pháp một loại trừ nguy cơ xảy ra của việc tương tự lợi dụng vụ việc kích động gây mất an ninh trật tự chỉ đạo ra soát toàn bộ các phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh tại các địa bàn mục tiêu lĩnh vực trọng điểm, sẵn sàng lực lượng phương tiện xử lý các tình huống phức tạp phát sinh. Bộ Công an yêu cầu và kêu gọi các đối tượng đang lẩn trốn sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Bộ Công an cũng đề nghị người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, cung cấp thông tin chính xác, giúp lực lượng chức năng truy bắt đối tượng. Hết sức cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc thù địch và chủ động bảo đảm an toàn trong thời gian các lực lượng chức năng tiếp tục truy bắt các đối tượng lẩn trốn vụ việc một nhóm người nổ súng tại tỉnh đắk lắc đã gây ra rất nhiều đau thương người dân đắk lắc tây nguyên và cả nước nói chung đều phẫn nộ trước hành động này theo những chia sẻ trên các trang mạng xã hội có thể thấy rất đông bà con tại tỉnh đắk lắc đã cùng lực lượng chức năng tham gia vây bắt các đối tượng tội phạm không chỉ có vậy người dân còn nấu cơm cung cấp lương thực để ủng hộ cán bộ chiến sĩ công an những hành động này cho thấy điều gì thưa trung tướng Trung tướng Tôn Sô nói Lực lượng công an nhân dân Hết sức trân trọng và cảm ơn đồng bào tỉnh Đắk Lắc Đã hết lòng ủng hộ giúp đỡ lực lượng công an Và các lực lượng chức năng những ngày vừa qua Những hành động này đã thể hiện sự tin yêu của người dân Dành cho đảng, nhà nước, các lực lượng vũ trang nhân dân Đặc biệt là lực lượng công an nhân dân Thể hiện truyền thống đoàn kết, tinh thần, tương thân tương ái Đồng thời cũng cho thấy hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thế trận lòng dân vững chắc tại địa bàn. Để có thể xây dựng một Đắk Lắk giàu mạnh, một Tây Nguyên bình yên, Trung tôi có chia sẻ khuyến cáo gì gửi gắm tới bà con? Trung tướng Tôn Sô nói, Trong các giai đoạn cách mạng, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên luôn theo đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và có nhiều đóng góp tích cực cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác xây dựng tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực vị thế uy tín quốc tế như ngày hôm nay như tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói. Lực lượng công an nhân dân tin rằng qua vụ việc này, nhân dân các tỉnh Tây Nguyên sẽ đề cao cảnh giác, tích cực tham gia cùng với các lực lượng chức năng đấu tranh phòng chống tội phạm, bôi hóa âm mưu gây mất an ninh trật tự Tây Nguyên, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm lấy cái đẹp dẹp cái xấu xây dựng tây nguyên ngày càng giàu đẹp đất nước ta phồn vinh hạnh phúc theo đúng nghị quyết đại hội 13 của đảng đã đề ra các già làng ở tây nguyên kịch liệt lên án hành vi phá rối an ninh trật tự ở đắk lắk nhiều già làng người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở tây nguyên đã kịch liệt lên án hành động phá rối an ninh trật tự tấn công vào trụ sở cơ quan nhà nước ở các xã thuộc huyện cư cô in đắk lắk sát hại dã man những cán bộ chiến sĩ công an, cán bộ xã và dân thường do nhóm đối tượng gây ra vào dạng sáng ngày 1 tháng 6 tại xã Ea Tiêu và xã Ea Cơ Tù. Giữa trưa trong căn nhà đối diện với trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk, nơi xảy ra sự việc vào dạng sáng ngày 1 tháng 6, ông Y Luyện Nie Cơ Đâm, nguyên bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk ngồi lặng im nhìn xa xăm đôi mắt buồn rười rượi ông buồn vì chính những người gây ra tội ác và cái đêm định mệnh ấy hầu hết là người đồng bào dân tộc của mình ông tâm sự cách đây hơn hai mươi năm tại đắk Lắk cũng từng xảy ra vụ việc một phận người đồng bào dân tộc thiểu số bị bọn phản động phun rô lưu vong và các thế lực thù địch xúi dục lôi kéo tham gia tụ tập đông người gây dối biểu tình làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ông y luyện ni ekadam khi đó bản thân mình đang là bí thư tỉnh ủy chứng kiến bà con mình nghe theo lời kẻ xấu xối dục mình buồn lắm đảng nhà nước ta luôn chăm lo đời sống cho người dân đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số nhưng một số ít người vì lợi ích cá nhân nghe theo lời dụ dỗ kẻ xấu mà làm điều trái với lương tâm trái với chính truyền thống tốt đẹp của đồng bào mình ông y luyện ni ekadam tâm sự nhiều người vì kém hiểu biết Nghe theo lời dụ dỗ Rồi cửa mất nhà tan Vợ chồng con cái ly tán Bản thân dính với tù tội Những năm qua cuộc sống của đồng bào ngày càng khá lên Rất nhiều người vươn lên làm giàu Cứ sao phải nghe theo những lời xúi dục Rồi đi gây rối Phá hoại Làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương Nguyên Bí Thư tỉnh ủy Đắk Lắc nói Theo ông, bà con hãy tập trung chăm lo làm ăn phát triển kinh tế xuất phát từ truyền thống nhân ái của dân tộc Việt Nam, đảng nhà nước ta có chính sách nhân đạo khoan hồng với những người lầm đường lạc lối. Do đó những ai đang bị kẻ xấu xúi dục lôi kéo cần sớm tình ngộ, hối cải, kiên quyết không nghe theo, sớm dứt bỏ để trở thành người có ích cho xã hội. Nhiều bà con dân tộc thiểu số Tây Nguyên cũng cho biết Đảng nhà nước ta đã ngày càng quan tâm chăm lo phát triển kinh tế xã hội cho vùng Tây Nguyên. Nhờ đó cuộc sống người dân vùng cao ngày càng phát triển no ấm. Chưa bao giờ quê hương lại giàu đẹp khang trang sạch sẽ như lúc này. Ba con đồng bào cờ hoa mình bây giờ không còn gia đình nào phải chạy vạy từng bữa ăn. Cuộc sống ấm no đầy đủ. Bây giờ chỉ lo lao động sản xuất cho giỏi mà làm giàu thôi. Ông Lơ Mù Hà Dô, sinh năm 1960, ngụ thôn 6 xã Đạ Sa, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Tự hào khi nói về sự thay đổi mạnh mẽ của quê hương. Thời kỳ mới giải phóng, đất nước vừa thống nhất, hầu hết bà con còn thiếu đói mù chữ, bệnh tật không có thuốc chữa, không được chăm sóc y tế đầy đủ. Đã vậy các thế lực thù địch còn thường xuyên kích động, xuyên tạc chính sách của Đảng và Nhà nước, dụ dỗ bà con đi theo chúng, làm những việc xấu, vi phạm pháp luật, gây tổn hại tới khối đại đoàn kết dân tộc. Ngày nay đất nước quê hương buôn làng đã khởi sắc từng ngày, đời sống người dân nâng cao. Để chứng minh sự đổi thay to lớn trên quê hương của mình, ông lâm hazo vẫy tay ra hiệu cho tôi rời khỏi căn biệt thự khang trang của gia đình ông để bước ra con đường lớn ông chỉ về bên phải và nói đó là hội trường văn hóa của thôn dưới nữa là nhà thờ tin lành vừa được xây dựng trên kia có cái nhà thờ lớn nữa con đường này nhà nước mới mở rộng gấp đôi bà con hiến đất nhà nước bỏ vốn đầu tư con gái mình làm ở, làm ở trạm y tế xã con rể vừa lên dãy trăm cây cà phê Vợ chồng mình già rồi Ở nhà trông chó lo việc nhà Không chỉ xây được biệt thự 2 tầng Rộng hơn 100 mét vuông Với đầy đủ vật dụng đắt tiền Từ lâu gia đình ông Lâm U Hà Đã có xe ô tô con Chỉ giá cả tỷ đồng Ô tô à Đâu phải là chuyện hiếm nữa Bà con mình nhiều nhà có rồi Máy cày thì tất nhiên rồi Nhà nào cũng có Ông Lâm U Hà nói đang mới đi vui vẻ trên con đường trải nhựa phẳng lì, rộng thanh thang. Ông Lơ Mù Hà Dô bỗng trùng lại nói. Quê hương mình yên bình, đất nước mình đang đổi thay từng ngày. Bà con đồng bào mình tu chỉ làm ăn, chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Vậy mà vẫn có những kẻ gây ra tội ác tề trời, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Thật không thể chấp nhận được. Ông Lơ Mù Hà Dô đã vô cùng bàng hoàng. Khi đọc được thông tin một nhóm người có vũ trang tấn công vào trụ sở ủy ban nhân dân xã, Ea Tiêu và Ea huyện Cư tỉnh Đắk Lắk, sát hại cán bộ chiến sĩ công an, cán bộ xã và người dân. Ông Lơm Uha do cho biết những hành vi man dợ coi thường pháp luật của nhóm đối tượng manh động trên phải được cơ quan chức năng trừng trị nghiêm minh theo pháp luật. Bà con đồng bào mình được đảng mẹ nước tạo mọi điều kiện ổn định đời sống, phát triển kinh tế, được hỗ trợ tiền, được vay vốn hàng trăm triệu đồng, được đóng bảo hiểm y tế, bọn nhỏ đi học không mất tiền. Có chính sách gì cũng được ưu tiên Còn gì tốt hơn nữa Ông Lơ Hà Dô nói Theo ông Lơ Mù Hà Dô Sau khi sự việc xảy ra tâm lý của nhiều gia đình Ở địa phương có phần hoang mang lo sợ Với vai trò là người có uy tín Trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số Ông Lơ Mù Hà Dô đã cùng chính quyền Đoàn thể địa phương Tiếp tục tuyên truyền giúp đỡ con nhận thức rõ Những hành vi man dợ dạ sai trái Vi phạm pháp luật nghiêm trọng Của nhóm đối tượng tấn công vào trụ sở cơ quan nhà nước ở huyện Cư Kuin. Đồng thời cảnh báo bà con nâng cao cảnh giác Báo cáo ngay với cán bộ xã Khi phát hiện những dấu hiệu khả nghi Khi xem những thông tin hình ảnh Về vụ việc trên báo chí Bà con chúng tôi vô cùng đau lòng Căm phẫn trước hành động mất hết nhân tính của các đối tượng Cũng may là lực lượng công an Đã có mặt kịp thời khống chế Truy bắt Không để đứa nào chạy thoát Bọn này rất nguy hiểm Chúng giết người không ghê tay Phải xử lý thật nghiêm minh Thì bà con mình mới yên tâm được Ông Lâm Mù Hà Dô nêu quan điểm Lúc chúng tôi được cán bộ Ủy ban nhân dân xã Đa Sa huyện Lạc Dương đưa tới nhà Ông Kha Sa Tang sinh năm 1949 già làng thôn 1 xã Đa Sa huyện Lạc Dương đang đăm chiêu ngồi trước cửa Ông lộ rõ sự thất vọng hụt hẫng khi nói về việc một nhóm người có vũ khí tấn công sát hại các chiến sĩ công an cán bộ, ủy ban nhân dân xã và dân thường ở Gia Tiêu về Akato, huyện Cư Cô Quá tàn ác, không thể chấp nhận được. Gia làng ha Tang bắt đầu câu chuyện bằng một việc. Bằng việc kịch liệt lên án hành động khủng bố giết người dã man của nhóm đối tượng trên. Là người nặng lòng với đồng bào dân tộc thiểu số và có nhiều đóng góp cho sự phát triển ở địa phương từ ngày đất nước thống nhất tới nay. Hơn nay hết, già làng Ha Tang thấu hiểu được sự quý giá không gì có thể so sánh được với nền độc lập tự do hạnh phúc Cuộc sống an lành Đồng bào dân ổn làm ăn Già làng ca sa tang Là người đồng hành Cùng với chính quyền địa phương thu phục kêu gọi Giáo dục nhiều người lầm đường lạc lối Đi theo kẻ xấu Trở về hướng thiện sau năm 1975 Được sự che chở của già làng Ha Tang, sự khoan hồng của đảng và nhà nước Những người nhẹ dạ cho đi theo kẻ xấu trở về làng Nay đã có cuộc sống no đủ, con cháu sum vầy, gia đình hạnh phúc chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Chúng tôi, những người đồng bào cờ ho ở thôn 6 xã Đạ Sa, huyện Lạc Dương, kịch liệt lên án nhóm người vũ trang sau một trụ sở ủy ban nhân dân xã Gia e Tiêu và Eka Tu, huyện Cư Cú -in, để sát hại nhiều cán bộ chiến sĩ công an, cán bộ xã và người dân. Dù với bất cứ lý do hay động cơ gì, đó là hành động quá tàn ác man dợ, vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cần bị trừng trị thích đáng. Dài làng cả xã Hà lên án. Những ngày qua, sau khi có thông tin về việc hàng chục đối tượng trang bị của vũ khí bất ngờ tấn công trụ sở ủy ban nhân dân xã, công an xã Ea Tiêu và Ea Cà Tu, huyện Cư Cui In, tỉnh Đắk Lắc, gây thiệt hại lớn về người và của. Người dân cả nước nói chung và đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên nói riêng đều rất bức xúc bất bình. Bà con lên án mạnh mẽ hành của các đối tượng gây ra vụ việc. Ông Đinh Thai, dân tộc bà đa người uy tín tại làng phương an xã cơ long khương huyện cơ bang tỉnh gia lai cho biết qua nghe thông tin đại chúng tôi biết trong thời gian vừa qua có vụ việc tại ea tiêu và ea cơ tu tỉnh đắk lắc xảy ra rất phức tạp tôi là người có uy tín cũng là người dân tộc thiểu số thì nhận thấy việc xảy ra là chống phá đảng ta chống phá cách mạng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động bà con không tin không nghe không làm theo kẻ xấu xúi dục kích động chúng tôi một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn của đảng và nhà nước cương quyết đấu tranh chống lại cái ác cái xấu ông thái nói đồng quan điểm ông có so chủ tịch hội cựu chiến binh xã ia huyện công ông pa tỉnh gia lai người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số cho hay hành vi của bọn chúng là quá man dợ giết người không ghê tay gây chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc ở tây nguyên người dân không nên hoang mang dao động mà phải vững tin vào đường lối lãnh đạo của đảng nhà nước cùng đoàn kết chung tay đấu tranh để lùi cây sâu gây ác ông cơ sò dần già làng buôn chư rích xã chư rang huyện crong pa tỉnh gia lai bày tỏ vụ việc xảy ra tại lắc lắc rất đau lòng tôi mong nhà nước sẽ xử lý nghiêm các đối tượng gây ra vụ việc bản thân tôi sẽ tuyên truyền để người dân hiểu nghe lời người uy tín nghe lời đảng nhà nước người dân hãy chấp hành đường lối của đảng và nhà nước đừng tin theo bọn xấu xúi dục lôi kéo hoặc bị chúng dùng đồng tiền để cam dỗ phó thủ tướng thăm các nạn nhân trong vụ nổ súng ở đắk Lắk. phó thủ tướng trần lưu quang thăm và chia sẻ mất mát của gia đình các nạn nhân sau vụ hai trụ sở ủy ban nhân dân xã ea tiêu và ea cơ huyện cư Kuin bị tấn công đoàn công tác của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đến viếng và chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình ông Nguyễn Văn Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Ea Tu và Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch ủy ban dân xã Ea Tiêu. Cả hai bị sát hại lúc đang trên đường đến cơ quan sau khi nhận được tin trụ sở ủy ban dân xã bị phá hoại uy hiếp. Sau đó, Phó Thủ tướng đến bệnh viện thăm hai chiến sĩ công an xã Ea Tu may mắn thoát chết sau khi bị những kẻ vũ trang tấn công hai cán bộ này bị bắn trọng thương mất nhiều máu nhập viện trong tình trạng nguy kịch theo các bác sĩ hiện sức khỏe của hai cán bộ công an dần ổn định cùng ngày đoàn đã thăm động viên gia đình các cán bộ chiến sĩ hy sinh sau vụ tấn công cuộc sống dần trở lại bình thường ở huyện cư Cô yên đắk lắc theo chúng tôi đến nay trước sự truy quét quyết liệt của lực lượng chức năng cùng với nỗ lực tuyên truyền, tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự của chính quyền địa phương, Bình Yên đã trở lại ở huyện Cư Cui Yên. Trở lại, Ea 3 ngày sau khi xảy ra vụ việc, người dân xã đã quay trở lại với cuộc sống thường nhật. Dọc tuyến đường nối trung tâm xã về các thôn buôn, cuộc sống đã trở lại bình thường. Hàng quán đã mở, các hoạt động lưu thông hàng hóa đã trở lại. Để đảm bảo an toàn những người dân, tỉnh Đắk Lắk đã bố trí các điểm chốt có lực lượng chức năng tốc trực 24 trên 24 giờ. Điều này đã mang lại tâm lý an toàn, an tâm cho người dân. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, ông Ngô Văn Hồng ở thôn 22, xã An Ninh, huyện Cư Quyên, tắt bật cải tạo đất để chuẩn bị trồng cà phê. Những phần việc này gia đình ông dự định thực hiện từ vài hôm trước nhưng phải dừng lại do toàn bộ diện tích nương rẫy của gia đình đều nằm trong địa phận xã Gia Cơ Tù. Sau sự việc, nhóm đối tượng dùng súng tấn công với trụ sở ủy ban nhân dân hai xã Ea Tiêu và Ea Tu. Gia đình ông đành gác lại việc lên nương rẫy bởi lo sợ. Thế nhưng khi chứng kiến những nỗ lực của các lực lượng chức năng và cùng với công tác tuyên truyền trên an lòng dân của chính quyền địa phương, ông đã an tâm trở lại nương giấy. Sau hành động rất tàn bạo của nhóm đối tượng vào tối ngày 11 tháng 6, người dân rất hoang mang lo sợ. Sau đến nay, thấy lực lượng chức năng truy quét gắt gao, chính quyền địa phương tuyên truyền, cung cấp thông tin kịp thời. Về sự việc trên loa truyền thanh, nên bản thân tôi cũng như người dân trong thôn, buồn, đã an tâm hơn. Với tình hình như hiện tại, chúng tôi sớm ổn định lại tâm lý trở lại cuộc sống bình thường, ông Hậu chia sẻ. Cũng mở lại cửa hàng kinh doanh hàng nông sản, xe sát lúa cho người dân, sau hai ngày đóng kín cửa đều bảo vệ gia đình. Chị Nguyễn Thị Anh, Xã Ekaru vẫn chưa hết thất thần. Cửa hàng chị nằm trên trục đường chính cách trụ sở xã Ekaru chừng 1 km. Trong sáng ngày 11 tháng 6, khi nắm được thông tin về vụ việc, gia đình chị lo sợ nên không dám mở cửa hoạt động. Đến nay, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng biết được tình hình đã được lực lượng chức năng kiểm soát an toàn, nên gia đình chị Anh đã mở cửa một bán trở lại. Chị Nguyễn Thế Anh cho biết sau sự việc xảy ra nhờ chính quyền các lực lượng chức năng về bảo vệ cho buôn làng nên bản thân gia đình chị và người dân xung quanh cũng yên tâm mở cửa buôn bán sản xuất kinh doanh đi làm đường giấy đặc biệt khi lực lượng, lượng chức năng truy quét được một số đối tượng người dân cũng đỡ hoang mang càng thêm vững niềm tin hành động tàn bạo của nhóm đối tượng tấn công bằng súng dao vào trụ sở ủy ban nhân dân hai xã ea tiêu và ea cà tu đã khiến lòng dân ở huyện cơ cu yên cầm phấn như trong lòng 1.115 giáo dân theo đạo Tin lành ở điểm sinh hoạt Buôn can Niết vì đã mất đi những người cán bộ xã vì dân do dân. Mục sư E. Smith còn gọi là Izan Eban, 73 tuổi, chú Buôn Cân Niết, xã Ekatu, huyện Cư Cụ Yên, tỉnh Đắk Lắc phẫn nộ. Tôi thấy đây là một hành động rất tàn bạo, từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy nên nhiều đồng bào ở đây rất sợ hãi để các thôn buôn tại hai xã Ea Tiêu và Ea Tu, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk sớm trở lại bình thường, ổn định cuộc sống. Các lực lượng chức năng của tỉnh, chính quyền huyện, xã đã túc trực ngày đêm nỗ lực truy quét, bắt giữ các đối tượng gây dối. Bên cạnh đó, bằng nhiều biện pháp tuyên truyền chấn an dư luận nhân dân, chỉ sau 3 ngày xảy ra vụ việc, Bình Yên đã lại về trên các buôn thôn của hai xã. Ông Nguyễn Kim Mai, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ekatu, huyện Cư Yên, tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện tại đời sống và tâm lý của người dân trên địa bàn 19 thôn buôn đã yên tâm và trở lại hoạt động bình thường từ ngày 12 tháng 6. Để đảm bảo cho người dân ổn định tâm lý, sản xuất kinh doanh sau khi sự cố xảy ra, xã đã tuyên truyền thông báo đến hệ thống chính trị các thôn buôn và nhân dân về sự vào cuộc của cơ quan chức năng điều tra làm chủ mọi tình hình, chấn an nhân dân không hoang mang dao động và đã khuyến cáo người dân khi không cần thiết thì không ra ngoài vào ban đêm hoặc là sáng sớm, nâng cao ý thức cảnh giác cho nhân dân, kêu gọi người dân khi có dấu hiệu bất thường tại cơ sở thì báo cáo ngay cho chính quyền cơ sở hoặc cơ quan có thẩm quyền biết để xử lý kịp thời. Bên cạnh sự tuyên truyền của chính quyền địa phương, các điểm sinh hoạt tôn giáo cũng tích cực tuyên truyền nhằm ổn định tâm lý người dân, giúp người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường. Mục sư Ngài Smith cho biết Thời gian tới Tại các đợt sinh hoạt tôn giáo Chúng tôi sẽ tập trung tuyên truyền bà con Phải cố gắng sinh hoạt tôn giáo Làm sao tốt đời đẹp đạo và yêu nước Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của đảng và nước giao phó Chấp hành đúng chỉ thị chủ trương Chính sách của các cấp chính quyền địa phương Như vậy có thể khẳng định Chính sự quyết liệt truy quét Đấu tranh bằng nhiều biện pháp kịp thời và hiệu quả chỉ trong một thời gian ngắn bình yên đã trở lại trên các thôn buôn của hai xã ea tiêu và ea tu cũng chính từ niềm tin ấy đã giúp nhân dân chung tay cùng lực lượng chức năng vây bắt tội phạm trở thành hậu phương vững chắc khi đưa những hộp cơm nghĩa tình đến lực lượng bảo vệ chốt chặn hoặc chung tay sẻ chia quyên góp hỗ trợ gia đình cán bộ chiến sĩ người dân bị nạn trong vụ việc